Em cái keo bao gồng đi, cái keo gồng. Lên lên. Cái giờ keo mặc gì gồng. trước vậy? Vì bạn màu tím đó, nó nghe nè, Yumi nó Thẳng bận hay là màu đỏ rảnh không? mình Yumi không? màu đỏ, cưng đừng có bận màu vàng, bận màu nâu đi. Như hả? Mày ủi chưa vậy? Ủi rồi, sáng ủi rồi. Mà giờ nhanh nhúng lại rồi. Ê đi, đi chạy đi, đi, ủi còn ướt mày má. Thay đồ quay thay đồ thôi. Đừng có nói cái gì thôi. Ê, ra đi, ba kêu ra hát kìa. Chưa mà, chưa, ai vé. Anh không có hai lần rồi. Anh không có hai lần. Nè nè, bên đây nè, bên đây nè. Kẹt cái điều rồi. Ủa? Thế này mình hát mấy giờ? Từ từ học ơi, đừng cứ nghịch quá. Có hát bài nào than kẻ không? Không biết. Trời ơi, không nói trước, học trước. Thôi kệ mẹ đi, ngồi vô tính. Sợ nó trễ giờ, học ở đây coi đồ nha. Bóp tiền chỉ có 4 tờ 500, mình lấy mấy tờ lấy. Hả? Ủa có camera không chậm? Có nha. Rồi, mấy anh đừng quay cái này nữa nha. Đó, gì đang thay độ bên phía đen phòng. Này, 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 đứng quay mặt. Quay cái chuyện nha. Trời, làm bình phong gần hơn. Trời ơi. Định quay lúc này nhưng mà phải trái mạng cả nhà em. Trái đó. Đấy. Hồi ôi cái gì qua bên mé bên hông tao quay cha. Cha. Đi ra đi cha. Ấn đồng là trời ơi mấy ông nội này vui diễn quá mắt quay hoài trời ơi. Ờ thích vậy. Học hồi mới đi đồ xanh. À bộ xanh không? Đó hồi coi nãy coi bộ gì rồi giờ coi đâm vô mì với Tâm Thảo rồi cả nhà. Quay đi quay Tâm Thảo. Vui bữa hàng. Đó là khó rồi, mấy con đây. Khó rồi. Lại lẹ đi, anh chỉ máy qua nè. Ở rồi sẽ màu... Thôi đừng nói. Tím. Giọng anh vô. Làm gì cũng mất chuyên nghiệp. Vậy hả? Ờ. Chuyên nghiệp cũng mất chút định. Làm gì cũng mất chuyên nghiệp. Rồi. Ê, mất tiêu bình cho bông rồi. Ai ăn thấp rồi nè. Tâm Thảo hay gì á. Trời ơi, cái Yumi. Ê, Yumi cho bông, Yumi mới mua liền nha. Ê, cái bình cho bông để đây nè. Bình bông để đây nè. Không đi đâu. Có chữ BOC nè. Đâu rồi tí. Tí. Kỳ má. Mấy bà nội lấy con cái bà nội. Cứ để đi mấy bà nội. Đó rồi, kìa. Kìa má chín. Rồi. Anh ta như cái chữ kìa. Quả hạt. Quả hạt. Quả hạt. Quả hạt. Quả hạt. Trời ơi, tại vì em vẫn chào đó. Chào đó, người này không biết chờ. Được. Thấy rồi nha Thảo ơi. Trời ơi, tao máy. Thế, vậy được mới ra diễn nè. Trời ơi, đẹp luôn á em. Quan trọng là cái phần trên này nè. Phần dưới là mặt dễ, phần trên là mặt khó. Đâu có bình thường. Rồi mẹ nó điện. Đi ra. Mẹ nào vậy? Mẹ tôi với anh. Nghe tiếng chung rồi đi. Tại cứ càng mỗi người mỗi nhạc chung khác nhau. Bạn bè thì là nhạc chung Ngọc Nữ Lô Tô. Rồi, vô luôn. Nhanh lên. Vô luôn, vô luôn. Anh ngồi đây. Anh ngồi ngoài đây. Đây.
Alo, alo, alo. Alo. Đi đường nào vậy? Đi này nè, 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 nè. Đường ngoài hả? Nè, 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 nè. Để cho con mồi. Trời ơi. Lấy cái con khác trong bịch đi lắm. Cái ông này tối quá, chỉnh qua kia, qua kia, qua kia. Tôi lấy con đỏ đỏ đi, ồ cái đỏ đỏ đang rồi ở ngoài đó. Lấy giùm em đi anh. Cầm giùm nó, cầm giùm họ đưa tiếng Hàn nha. Quay thăm nữa ở chùa người lòng cầu anh gửi bên trong nè. Nhớ chị của Thảo đi chưa? Đi qua đường này giúp em. Ờ. Mấy anh nào đi. Ờ. Vô với mọi người thôi. Để đường này nè Tâm Thảo ơi. Có. Có hả? Ừ, em cứ cầm hẳn sợ. Cầm theo đi. Dịnh cửa nè anh. Hướng dẫn Tâm Thảo đi hướng ghê, không đi hướng này. Mình đi hướng này Tâm Thảo. Hướng này đi mình vòng qua. Ở ngay đây luôn nè em.